Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh học tiếng Trung. Hôm nay chúng ta đến với bài 10. 外公外婆住在台湾. Là ông ngoại, bà ngoại sống ở Đài Loan. Trong bài này chúng ta sẽ được học về cụm từ là 家住在哪里, nhà ở đâu. Ha, nó khác với lại 住在哪里. Cái này nhà ở đâu, còn đây là sống ở đâu. 住 là sống ha. Và mình sẽ học được cái từ là bình lại gì hô để nói rõ sự khác biệt của một cái tình huống trước sau ha. Mày tấu ý chứ là một điều, một lần để biểu đạt một cái thói quen và thường xuyên được lặp lại. Bây giờ chúng ta đến với bài đàm thoại. Đi sử y khơ, đi sử y khơ. Ngoại công, ngoại bộ 住在台湾. 外公外婆住在台湾. Ông ngoại, bà ngoại sống ở Đài Loan. Hôm trước mình có học ha. Ông nội, bà nội thì gọi là dễ dạ, nài nái à, ông nội, bà nội ha. Xin mẹ 暑假的时候 我会去台湾 看外公外婆. 暑假的时候 我会去台湾 看外公外婆. 暑假 là nghỉ hè ha, dịp nghỉ hè tôi sẽ đi Đài Loan để thăm ông ngoại và bà ngoại. Ở đây khan mình sẽ hiểu là thăm ha, thăm hay là viếng ai đó, tức là xem đó. Trang Ly, nǐ wài gōng wài può jiā zài nǎ lǐ? Nǐ wài gōng wài può jiā zài nǎ lǐ? Ông ngoại bà ngoại của bạn nhà ở đâu? Tā men bǎn lái zù zài Tài Bèi. 退休以后跟我的舅舅住在台南他们本来住在台北退休以后跟我的舅舅住在台南. À, vốn vĩ à, cái này bình lại là à, vốn vĩ hay là đáng lẽ là họ sống ở Đài Bắc. 退休以后, 退休 là nghỉ hưu, sau khi nghỉ hưu à, cậu của tôi sống ở Đài Nam, sống chung với cậu tôi ở Đài Nam. Tức là kể trước khi á, mà họ nghỉ hưu á, thì là họ sống ở Đài Bắc. Kể từ khi nghỉ hưu sau đó thì về sống với cậu, cậu của Xiên Mì là ở Đài Nam. Cho nên từ vốn vĩ này á, vốn vĩ này là chỉ cái thời điểm từ trước đó đến lúc khi mà thuê xíu nghỉ hưu. Đó là ý nghĩa của nó là vốn vĩ là gì đó, đến cái thời điểm đó thôi. Nì mần mỳ niên tâu chù kàn wài gōng wài può ma? Nì mần mỳ niên tâu chù kàn wài gōng wài può ma? Mỗi năm thì các bạn đều đi thăm ông ngoại bà ngoại à? Wǒ men mǐ nián dōu qù kàn tā men yī cì. Wǒ nǐ wài gōng wài può zù zài nǎ lǐ? Wǒ men mǐ nián dōu qù kàn tā men yī cì. Nǐ wài gōng wài può zù zài nǎ lǐ? Thì chúng tôi á, mỗi năm đều đi thăm họ một lần. Ông ngoại bà ngoại của bạn thì sống ở đâu? 我外公外婆现在住在上海，他们下个月会来看我们。我外公外婆现在住在上海，他们下个月会来看我们。 Ông ngoại bà ngoại của tôi ấy, thì hiện đang sống ở Thượng Hải. Tháng sau á, họ sẽ đến thăm chúng tôi. 你外公外婆喜 我外公外婆喜欢旅行, thường thường lại khan wo men, ye chang qu fa khan a yi. Wo wai gong wai po xi huan li xing, chang chang lai khan wo men, ye chang qu fa guo khan a yi. Ông ngoại bà ngoại của tôi thì thích đi du lịch, họ thường đến đây thăm chúng tôi. Bà cũng thường đi nước Pháp để thăm dì tôi. Sân chữ sủ chạ, sủ chạ là kỳ nghỉ hè. Khan, khan là nhìn, đọc, xem ha. Ở đây thì có nghĩa là thăm ha. Bình lãi, bình lãi là vốn vĩ,
đáng lẽ. 住在, 住在 là sống ở. 台北, 台北 là Đài Bắc. 退休, 退休 là nghỉ hưu. 舅舅, 舅舅 là cậu. 台南, 台南 là Đài Nam. 一次, 一次 là một lần. 上海, 上海 là Thượng Hải. 旅行, 旅行 là du lịch. 法国, 法国 là nước Pháp. 阿姨, 阿姨 là gì? Bây giờ chúng ta đến với phần cấu trúc câu. 句型, 本来, 以后, 现在. 本来 là vốn bị đáng lẽ, 以后 là sau này, 现在 thì là hiện tại, đó là ba thời điểm. Cái này là ở thời điểm quá khứ. 以后 là sau này ha, là tương lai, 现在 là hiện tại. Và thường thì chữ bình lại này sau nó sẽ là một động từ à, còn 以后 trước nó là một cái khoảng thời gian gì đó. 我本来喜欢喝牛奶, 7岁以后, 我喜欢喝果汁. Tôi vốn dĩ là thích uống sữa tươi, nhưng mà sau 7 tuổi thì tôi thích uống nước trái cây. 叔叔本来住在台南, 工作以后, 他住在上海. Chú của tôi vốn dĩ là sống ở Đài Nam, sau khi đi làm thì ông ấy sống ở Thượng Hải. 我们班本来有10个人, 来了2个新同学以后, 现在有了12个人. Lớp học của tôi vốn là có 10 bạn, 10 người à, sau khi đến hai bạn học mới đến á, thì hiện tại là có 12 người. Dạ dạ, nài nài, bình lại chú trai, chú Thái Bệ, thuê siêu gì hô, tha mình chú trai Thái Nán. Ông nội, dạ dạ thì là, dạ nay là ông nội với bà nội ha. Thì vốn là sống ở Đài Bắc, sau khi nghỉ hưu thì họ sống ở Đài Nam. Mê mê bình lại sĩ hoan, yên quẩn, chú Trung Quân sửa xeo gì hô, tha xin chạy sĩ hoan Trung Quân. Em gái thì giống là nó thích tiếng Anh, nhưng mà sau khi đi học ở trường tiếng Hoa rồi đó, tiếng Trung, thì bây giờ nó thích tiếng Trung. Mày tâu ý chứ. Ở đây á, giữa chữ mày với đằng sau chữ mày á, thì là nó sẽ là một danh từ ha, còn sau chữ tốt là một động từ ha, rồi cái gì đó ý chứ. Thường thì trước cái từ ý xưa nó sẽ là danh từ. 我们每年都去看外公外婆一次. Mỗi một năm thì chúng tôi đều đi thăm ông ngoại bà ngoại một lần. 他们每个夏天都回台湾一次. Mỗi một mùa hè thì họ đều về Đài Loan một lần. 新美每个星期都去中文学校一次. Tâm Mỹ mỗi một tuần và mỗi một tuần đều đi đến trường học Trung Văn một lần. Mama mỗi cái 星期都去市超市一次. Mỗi một tuần mẹ đều đi đến siêu thị một lần. Papa mỗi thiên đều đi vận động một lần. Ba thì mỗi một ngày đều đi vận động, tập thể dục một lần. Chú trại là sống ở. Thường để chú trại là đây thì thường đằng trước và đằng sau của nó là danh từ. Tha từ cu cu chú trại Thái Bệ, cô của anh ấy sống ở Đài Bắc. Của tờ dễ dẻ nải nai chú trại Thái Nán, ông bà nội của tôi sống ở Đài Nam. Nì ngoại công ngoại phố chú trại nả lì, ông ngoại bà ngoại của bạn sống ở đâu? 我外公外婆住在上海. À, ông ngoại bà ngoại cũng ở Thượng Hải. 我阿姨住在法国. Dì của tôi sống ở nước Pháp. 舅舅本来住在台北. 现在住在台南. Cậu thì giống như là sống ở Đài Bắc.
Nhưng mà sau khi nhưng mà hiện tại thì bây giờ sống ở Đài Nam ha. Và bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại vào ngày mai. Zai jian. Nếu cảm thấy nội dung video hữu ích, các bạn vui lòng nhấn đăng ký và like. Một mặt là để ủng hộ kênh mà cũng để chủ động nhận được những bài mới. Và ngoài ra, nếu cảm thấy video hữu ích thì các bạn có thể share cho những người bạn của mình. Nếu có gì thắc mắc thì có thể để lại thông tin ở phần comment. Cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại.